xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sự xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy, hôm nay thì tranh thủ là đội anh em thợ là đang đi có việc cô bác, thì mấy anh em cũng sẽ tranh thủ là đi lấy thêm một chút cây tre về để mấy nữa mình tận dụng cây tre để mình làm ván, xong là làm cái phần cột nữa cô bác. Đấy, như thức phim hôm trước thì cô bác anh chị đã cũng đã biết rằng là cái lý do mà tại sao thợ lại nghỉ, và đến thời điểm hai hôm nay thì trời mưa khá là nhiều cô bác, cho nên là cũng không có thể vận chuyển được cái phần cát đi vào nữa cô bác. Đấy, bây giờ thì chỉ cần thêm hai xe cát nữa, thì với lại thêm mấy tấn xi nữa, với lại thêm một xe gạch nữa thôi thì cũng đã hoàn thiện xong cái phần ngôi nhà của ba ông cháu rồi cô bác, hoàn thiện xong cái phần vật liệu rồi cô bác. Như Quân thì mấy hôm không có lên thì có bất ngờ khi mà ở chỗ này đã có một cái ngôi nhà mà mọc lên chưa? Có, em có. Có à? Vâng ạ. Có muốn có một cái ngôi nhà như vậy không? Em có. Muốn à? Vâng ạ. Hay như hôm nay thì có thêm một sự đồng hành là của em Quân nữa, cùng mấy anh em sẽ đi lấy một chút là cái phần cây để mình làm chóng cũng như làm ván đấy cô bác này. Đấy, còn ở phần phía bên này thì hôm nay mấy anh em sẽ không có chặt thêm nữa cô bác này. Đấy, ở đây thì một phần thì cũng để làm mình để nó giữ đất ở cái phần khoảng này, không cho sau này nó bị sạt xuống cô bác. Còn như ra bên kia thì không phải là của nhà Sử đâu nhỉ. Đấy, ở đây thì mấy cây mà nó bị thò ra bên này ấy thì mấy nữa là mình sẽ phải mua lại đấy nhỉ. Đấy, chứ không là người ta không có cho chặt đâu. Ở đây thì nó cũng sát ngôi nhà quá cô bác ạ. Thành ra là mình phải chặt thêm bớt một chút này. Đấy, sau này mà có những cây măng lên thì mình chỉ bảo là chú là tỉa lấy măng đi thôi. Đấy, còn là phần bên này thì bây giờ mình sẽ chỉ tỉa là những cái cây mà nó già thôi. Nó thật sự già rồi thì mình tỉa ra mình để làm. Đấy, và sau những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên đấy thì cô bác anh chị cũng đã nói với cháu Lực rằng là mình sẽ phải cắm rau vào nữa cô bác này. Đấy, hôm đấy thì xây gần hơn 1 mét rồi thì thợ sẽ khoan ở đây và cắm rau vào. Đấy, có lẽ là cái thước phim đấy thì cháu Lực chia sẻ lên thì đội thợ là người ta chưa có xây đến cái thời điểm mà cắm rau ấy, thì thành ra là người ta chưa có làm các bác. Đấy, ngày mai ngày kia thì thợ lên thì sẽ khoan ở đây một lỗ này, xong là để vào cái sắt sáu ở đây nữa để cho nó chắc cái phần là cái ngôi nhà, không cho sau này nó bị nẻ này các bác này. Đấy, bây giờ thì mình phải đi lấy dao đấy nhở. Bây giờ thì mấy anh em sẽ phải đi lấy dao các bác ạ. Hôm nay thì mình đi chặt ở tận đâu Sử ơi? Cây ấy? Chặt ở dưới kia à? Mấy hôm nay thì em Sử toàn là ngủ ở trên này là nhiều các bác. Đấy, hai hôm nay thì có vẻ như là mưa khá là nhiều, thành ra là đi vào cái chỗ phần lán của các anh thợ thì cũng mưa rột xuống rất là nhiều đấy cô bác ạ. Là cái phần bỉa phốt này cô bác này, cho cháu Lực xin được nói thêm một lần nữa. Có thể như là cái thước phim hôm nọ cháu Lực quay thành ra là không có được ký, cho nên là cô bác không có hiểu được rằng là đã đào rất là sâu rồi, đào còn hơn 1 mét thì nó đã rất là ok rồi cô bác. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ cùng các em là đi xuống là để chặt thêm một chút cây tre cho cô bác. Đấy, thời tiết hai hôm nay thì có vẻ như nó chuyển vào gần là mùa đông rồi các bác, cho nên là hơi lạnh một chút rồi. Hai mấy anh em đi thì đã phải đội trên mình những cái áo loe, những cái áo len và những cái áo khoác rồi.
Sau này mà nếu mà tiền quý nhà của các em còn dư thì sẽ để mua cái đá, mua đá về đây làm chỗ này một cái bờ kè lên, xong là mình cuốc đất ở bên kia lấp ra bên này thì có một cái khoảng sân mà rất là rộng với cô bác nhé, vẫn có thêm một cái khoảng đường xe máy của nhà chú xuống nữa. Tranh thủ là mấy anh em thợ là nghỉ ở nhà có việc ấy cô bác, thì chúng cháu sẽ đi chặt thêm những cái cây tre này về để mấy nữa các anh thợ là làm luôn cô bác ạ. Đấy, còn những cái cây trống như này thì nếu mà gần đây thì các anh thợ sẽ tự chặt luôn, còn xa xa một chút thì mấy anh em sẽ tự là chủ động là đi chặt về cho mấy anh thợ, để cho các anh cái tiến độ mà các anh làm nó sẽ được nhanh hơn cô bác ạ. Hôm nay thì không biết là ông đi đâu rồi cô bác ạ. Biết là nhà ông có nhà không? À, ông thì cũng ở nhà này. Chắc là đi hái cái dâu này về để cho lợn hay sao cô bác ạ? Dâu này thì lợn ăn nó chắc rất là ngọt mồm luôn cô bác ạ. Nó cái gì? Thôi bây giờ anh em mình lấy dao đi, tranh thủ đi chặt thôi tí nhỉ. Tí nữa anh em mình còn đi làm thêm những cái việc khác nữa. Hả? Ở đấy bác thì mà nè. Alo. Vào có phải. Ui, đây là làm cái gì đấy? Cái bẫy gì đấy? Cái bẫy gì đây? Sư. Chuột. Ui giời, bẫy chuột à? Cẩn thận nhá. Mẩy lên là nếu mà không cẩn thận là kẹp phải tay đấy. Mưa thì cũng rách hết rồi đấy. Để qua đeo mặc cái quần mưa này vào cho nó có lệ thôi cô bác ạ. À đây là gừng à? Tự trồng à? Sư. Để đi em mic đi sư ơi. Hình như hôm nay thì mấy anh em sẽ phải đi chặt xa xa một chút cô bác. Mấy cái khúm tre mà ở gần nhà cái gì để gần cho các anh thợ là tự thiếu như nào thì anh các anh thợ là tự chặt luôn đấy. Ui một tí mà vác lên này thì chắc là hết hơi đấy nhở? Vâng. Khá là xa đấy, một đoạn khá là xa đấy. Trời thì còn kèm theo một chút là mưa phùn phùn đúng không ạ? Có vẻ như Sử với Quân là đi rất là nhanh ấy, nên là phải chạy từng bước nhỏ thì mới đuổi kịp và các em được. Chặt ở đây tận đâu Sử ơi? Dưới đây thôi. Đây à? Mưa này thì không biết là mưa độ tầm bao nhiêu ngày thì mới hết được cô bác. Đúng mà như mà hôm nọ các anh thợ không có nghỉ để đi về nhà làm mà những công việc ở gia đình mình thì thời gian này thì cũng không có thể là làm được nhà cô bác ạ, không để xây được ấy. Ồ chặt tí được. Đây à? Vâng. Của nhà em à? Vâng. Bây giờ mình đi đường nào xuống? Để anh đi được không? Không thì mấy anh em mình vòng đường dưới đi. Ui, cái này chắc là không có đi được đâu. À, nó dốc quá. Một tí thì mấy anh em vận chuyển thì chắc phải nghỉ mấy, nghỉ tầm 3-4 lần thì mới đến nhà được. Trời thì có vẻ như là vừa nắng này xong lại vừa mưa nữa các bác.
Trên này thì bây giờ thầy cảm thấy là có sương mù rất là nhiều nữa. Anh em mình mò theo cái khe nước bên kia thôi nhỉ? À. Anh em mình đi theo bên kia thôi nhỉ? Đi theo chỗ kia lên thôi. Sắn quần lên một chút cơ bác. Hả? Thấy ở đây thì nhà ba ông cháu là có những cây tre, cây nứa này, thành ra là mình không phải mất tiền để đi mua đâu các bác. Mình chỉ cần, mình chỉ việc là đi xuống đây chặt thôi. Sửa con dao to chặt xuống nha, để anh đây mình cứ chọn cây to chặt thôi nhở. Vâng. Sửa ơi. Hả? Chọn cây to để chặt thôi nhở. Vâng. Cây này có một cây này. Đâu lắm anh Sử. Cháy xuống chấm nha. Đấy đấy, thả thả đi xuống dưới đi. Sử ơi. Ôi. Em cứ chặt đi, để anh với Quân anh ấy cho. Đấy, để anh với Quân ấy cho. Quân nó kéo vứt xuống dưới đi. Cây này. Đúng rồi, chặt cây đấy đi. Cây nào to, ở đây là rừng của nhà em rồi đúng không? Dạ. Quân chịu trách nhiệm là đi xuống kéo nhá. Anh ở trên này. Anh trên này phát đâu. Anh chặt cây nó cho. Cây này thì phải nói là rất là già rồi cô bác ạ. Đây này. Ở đây thì là những cây măng nứa này. Sang đến mùa vụ sau mà nó có cây tre của nó, măng của nó thì cháu được sẽ khai thác lại. Được nhá. Rồi đi xuống đây kéo đi anh. Kéo từ từ nhá, anh chặt chân này nha. Thôi kéo bên kia đi. Rồi từ từ nhá. Kéo đi em ơi. Đây. Lực. Ôi, từ nhá. Từ nhá. Không biết đâu được. Được chưa? Được. Từ nhá, để anh chặt cái cây kia cho Quân nó lôi hết xuống dưới đó. Để anh chặt đó. Chặt mấy cây đấy? Chặt mỗi người 3 cây để vác về đi. Đấy, tí xem mà. Ở đây mình làm cái trống rồi mà. Mình mới phải chặt thêm ấy, chặt ra nhiều một chút ấy. Lấy con dao to cho anh mượn đi nào Sử. Chặt đi. Đó. Kéo nhá, rồi ấy. Rồi, kéo đi em ơi. Kéo men đi, nó không kẹt được đâu, kéo đi. Đây. Sao mà quen kẹt được. Xuống lấy dao to đi em ơi. Vâng. Đây này. Ô chỗ này thì hình như là anh thấy là phải kéo ra bên kia đấy. Cây này ấy. Hả? Ừ. Này thì chắc là chỉ có hai người là một cây thôi nhờ. Vâng. Chứ nó to lắm. Cây này thì kéo ra bên kia thôi. Cây này khá là to. Chứ nhá. Ừ. Ôi giời. Ủa, có dây rất là nhiều. Không biết là dây gì đấy. Dây này rất là chắc luôn đấy nhở. Vâng. Chưa được à? Chưa được ạ. Quân này men theo cái dòng suối đấy. Men nhấc lên nhá, anh nhấc bên này. Ai, lùi lại rồi. Lùi lại nữa. Nào. Thôi. Chẳng thế này được rồi. Chưa, tí vẫn phải kéo đi ạ.
Ui. Bây giờ á, thò hết lên trên. Từ từ nhá. Kéo đi Quân ơi, kéo một tí này. Kéo lên. Kéo lên trên một tí, đấy. Từ từ nhá. Sứa em đi ra bên kia cùng Quân kéo đi. Không. Ôi, kéo đi. Kéo lên nữa. Từ từ nhá, từ từ nhá. Rồi. Tí nữa, tí nữa. Nhấc nhấc lên tí nữa. Phải nhấc lên. Rồi anh thả ra, rồi anh thả ra Quân ra em ơi. Rồi. Cái này là to to nào. Hãy kéo theo men lên dòng suối luôn đi. Nha, anh với Quân kéo này đã. Nào, đưa đưa kéo đi. Cây này rất là to luôn đấy cô bác ạ. Bây giờ chắc là mỗi người một đầu đi thôi nhờ. Vâng. Bây giờ anh em mình cùng nhau là vận chuyển hết lên trên đấy nhá. Để hết lên trên đã. Bây giờ xử một người lên trên đi. Chị lên trên nhá. Anh ạ. Cả Quân lên trên đi Quân này. Không sao, to đâu rồi. Đã to anh để cái kìa. Cả Quân lên trên kéo nhá. Ôi ôi, nhớ mình cứ trâu rồi. Ê, ho. Ở đây kéo nhá. Kéo hẳn lên trên nhá. Vâng ạ. Ở dưới này, ở trên kia thì kéo nó kéo lên nặng hơn kia thì à. Phải hai người ở trên thì mới được kéo được. Thôi. Từ từ nhá, để anh chóng cây lên đã. Bỏ đây đã, để anh chóng cây lên xong ba anh em cùng lên trên kéo. Vâng, thấy. Ui. Hey. Được chưa? Được. Còn một đoạn nữa. Đây đây nha. Em xuống đã. Đây. Hãy nhớ là xử đi. Đây. 2, 3. Thôi. Từ nhà anh đẩy dưới lên. Đấy, từ từ nhá, anh lên trên kéo cùng đã. Dao cầm hết chưa? Sứ ơi. Hả? Dao cầm hết cho em. Đấy, về trên này okay. Rồi. Quần thì hầu như là cũng bị rách hết rồi.
Xem thế này phải tức quá. Ừ, đúng rồi. Đây ba anh em kéo cái này chút đi. Ôi giáo đâu, bác sư này khuyên được chút đấy. Hả? Sư này khuyên đấy, phải tốt phải nữ xén đấy. Ép phòng này chút đẹp quá. Kéo em kia đi, chỗ này lên khó lắm, không được đâu. Nào. Nào, sứa ra đây đây em ơi. Cây. Là thằng ngắt đường. Hả? To lắm ấy. Từ từ nhá. Ở đây thì nếu mà chặt xuống dốc ấy thì còn trôi xuống thôi. Còn lên dốc thì quay lên trên đi em. Nào. Từ nhắn tôi xuống nha. Rồi quân đầu bên kia đi em. Đi đi. Từ từ nhá. Khó. Trơn lắm. Khoan em kìa. Ôi, từ từ anh em nghỉ ngơi đã. Nghỉ ngơi đã. Trời. Còn là đang mưa phùn nữa các bác này. Sương mù bây giờ rất là nhiều luôn. Mà nãy hiểu tôi bạch báo một lúc không? Mệt đấy chứ nhỉ? Vâng. Nếu mà như ở trên rừng kia nhà em có rừng ở trên kia thì chỉ cần trôi xuống là được thôi. Vâng. Và những cái cây nứa này thì mình dùng để làm ván này, xong là mình dùng để làm cái cây trống các bác. Mấy nứa thì rất là cần đến cây này luôn. Hay bây giờ thì tranh thủ là mấy anh em thợ đang nghỉ nữa, mấy anh em ở trong nhà thì cũng không có vận chuyển được vật liệu thì đi chặt là những cái cây trống trước để mấy nứa mà mình không đến lúc mà mình cần đổ rồi, cần rồi thì mới không phải đi ra đấy. Hay cái gì thì cũng phải chuẩn bị trước thì nó mới kỹ càng được các bác ạ. Đi thôi nhỉ? Vâng. Bây giờ ai đằng trước bác ấy? Người luôn đi trước, em đi trước. Ừ. Đi cái to đi trước đi. Cái to trước nhá. Còn cái nhỏ thì để anh. Hai người thì chơi cái to nhá. Vâng. Giao đập vào đây là xử. Em cầm luôn được. Cầm luôn à? Hey. Ui. Đây này đây. Này dốc ạ. Đi đường kia đỡ dốc.
Bắt đi. Thưa ông, chân là căng bên này bờ, chân cứ nhăn là căng. Mệt à? Vâng. Đi cùng cũng mệt. Thay mặt gì ơi? Thay cho mọi người ạ. Thay không? Dạ dạ. Quân ra bên này đi. Đi thẳng, đi thẳng ở kia. Sử treo lấy đi. Vâng. Treo đấy đi. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đây vừa rồi thì rất là may là ông cho lực vác gần đến nhà cũ của rồi. Nhưng mà ông ra nhìn cho lực vác của mình ấy, ông hộ cho lực một đoạn. Hãy để đấy thôi. Ngồi nghỉ đã anh em ơi.
Nhà sửa trên kia có đồi nào không? Ở trên kia có đồi nào không? Không biết à? Không biết à? Không có ấy. Chỉ nghe có ấy. Núi mấy mẹ gì? Núi mấy bầu mẹ? Núi bổ mi à? Bổ mi à? Ở trên kia thì nhà ông không có đồi rừng nào. Thành ra là không thể đi lấy được cô bác. Nếu mà mình lấy từ trên kia xuống thì mình có thể mình trôi xuống dốc thì nó sẽ được nhanh hơn. Nhưng mà đây thì mỗi chuyến anh em đi thì chỉ có vác được là 1 cây đến 2 cây thôi. Hôm nay thì rất là may khi có em Quân ra hộ nữa, chứ không là cháu Lực với em Sử thì chỉ vác được 1 cây thôi. Còn là ông thì ông cho ở nhà có bác, ông đi thì ông vẫn làm được thôi, nhưng mà thấy ông tội quá. Quân thì toát lên mồ hôi rồi nhỉ? Anh đi rửa tay đã. Mưa thì phải nói là cái phần vỏ ấy các bác, nó như kiểu có rong có rêu ấy bám ấy, nó rất là trơn và lúc mình sờ vào ấy thì nó bám hết cả da tay mình luôn. Hay ở đây thì chỉ có một đoạn thôi, nếu mà mình làm nhà xa đấy các bác thì phải nói là mình vận chuyển ra đến điểm trường thì đến lúc đấy mình vận chuyển đủ rồi thì lấy ô tô để thuê ô tô để chở đi các bác. Quần này thì hình như là cũng hỏng hết rồi. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút thì mà anh em sẽ lại đi xuống dưới để mót thêm cây nó về các bác. Hiện tại thì vác được 2 cây như này thì mình chỉ có dùng được là tầm độ là 2 đoạn thôi các bác ạ. Cây này ấy, cây mà cháu Lực với ông vác về thì chỉ có được 2 đoạn thôi, còn cây của Sử với Quân vác thì còn được 3 đoạn để làm cái cột trống như này các bác này. Xong thì máy nữa mình làm cột trống ở đây, xong rồi dùng để làm cái cột trống ở phần trên cái khung cửa ấy các bác. Đấy, phần khung cửa thì mình xây lên thì mình chắc chắn là mình phải dùng cây chống để chống rồi. Anh thấy 2 cây kia thì cũng vướng quá thì đi chặt nốt đi nhỉ? Vâng. Đi chặt nốt đi. Vâng. Đi đi. Điên nè. Đây, bên kia thì có 2 cái cây mà nó cũng rất là vướng đường các bác, cho nên là mấy anh em sẽ đi mót nữa, chặt nó về. Chặt nó về thì một tí mấy anh em sẽ phải di chuyển đi xuống dưới kia để mót thêm 1-2 cây nữa mà mấy anh em chặt để dưới kia rồi. Mấy cây sao mọc này không để cho nó lớn quá đâu các bác, để nó lớn quá thì tỉa bớt nó đi cho nó chắc cái phần đất ở trong này. Đây, cứ thợ nào nó đổ về cột điện nha. Anh cứ chắc đi. Hãy đẩy đi không ấy. Rồi. Ui, già. Quỳ của ai? Có phải quỳ của Sứ không? Không phải đâu. Quỳ của ai vậy đấy? Không biết. Đây cũng là bao cát mà lôi. Bao cát này lôi xuống dưới đi. Đo lực. Ủa nó đâu? Đổ xuống đi, không sao. Chừng. Đi vào nhá. Rồi, đổ rồi. Đây. Bao cát này. Này xuống dưới để mấy đứa thợ dùng đi. À, từ từ kéo lên như này Sứ ơi, mình chặt nó cái cây nó để trên này. Vâng.
Đấy. Chặt đi. Đấy ra quần nha. Không đẩy. Ui. Hình như hôm nọ đổ vạch ở đây không? Cây cỏ ở đây khúc mọc nổi luôn các bác ạ. Vậy đây, ra bên này, ra bên này. Đi ra bên kia. Đây. Thả nó xuống, đấy. Đó. Chuyển từ trên kia nó xuống, này. Rồi, để đến thế cũng được. Giao nha, giao nha. Chỗ đang sâu này mà sau này làm thêm một cái rãnh ở đây thì nước thì kia chảy xuống đấy sẽ không chảy đến tận nhà các bác, nó sẽ dò ra cả hai bên và đấy sẽ có thêm một cái rãnh nữa. Thế còn về cái phần bức tường các bác thì mấy anh em thợ xây đến đây thì ngày mai tôi Lực sẽ bảo với anh thợ là khoan vào, sau là cắm thêm cái dâu mà sắt sấu vào các bác. Đây, hôm qua thì cháu Lực đăng tải những cái thức phim mà anh thợ đang làm lên thì có được rất là nhiều cô bác anh chị cũng có điện cho cháu Lực và tư vấn là mình nên khoan ở đây này, xong là mình cắm cái dâu sắt sấu vào để sau này cái tường nó sẽ không có bị nứt đấy các bác. Trong quá trình mà cháu Lực vừa làm mà có những chỗ nào mà nó sai sót thì cô bác có thể là nhắc nhở cháu Lực cô bác nhé. Đây, kéo hết ra để bên này đi con. Đến lúc mà cây trống để mình làm cái phần mái hiên này cô bác này thì mình phải dùng rất là nhiều cây trống. Đến lúc mà mình đổ mái thì nó sẽ không có bị sập xuống ấy. Bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ phải đi ăn cơm đã. Ăn cơm xong thì mấy anh em sẽ tiếp tục là cái công việc mà chiều nay mấy anh em đi lấy cây về các bác. Cái cột của nó thì cũng rất là to các bác nhá, chứ không phải là cái cột nhỏ đâu. Bằng người cháu Lực ôm một cái luôn. Có thể như ví là bằng thân người của em Quân luôn đó các bác. Bằng không Quân? Có. Bằng cái phần bụng, cái phần eo rồi nhỉ? Bây giờ thì đi xuống nhà xử ăn cơm xong là tiếp tục là đi chặt cây nhỉ? Vâng. Bây giờ thì đoạn đường đi về thì mấy anh em cũng đi lại lại cô bác, đường trơn cho nên là quyết định là sẽ ăn cơm ở trên nhà của ba ông cháu luôn. Thì tiếp tục lại đi công việc của mấy anh em làm chiều nay cô bác. Bây giờ thì mấy anh em cũng thấm khá là mệt rồi. Chắc là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.